Ai trên 56 rồi. Rồi bị luôn cái đó. Nó bị đau hả? Được rồi, được, làm sao mình chỉnh luôn. Rồi em quay lưng lại đi, em quay cái tay ra sao. Đó, cái đó là ngon lành. Rồi tay kia cũng ngon. Đây là do khổ rồi. Được rồi, được rồi, em tay kia trước. Bên mình đứng gần mình đó, đúng rồi đấy. Rồi, vậy vậy. Ngồi đây. Chiếc bệnh này chiếc bệnh đó, đúng rồi. Rồi, thả lỏng cái đầu. Em từ C4, C5 ha. Hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại
0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.